điểm lại di sản được và mất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2024, truyền thông nhà nước đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Trước đó vào ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã thông báo phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng. Vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị của mình sau gần 3 nhiệm kỳ. Trên cương vị là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 cho đến tận ngày hôm nay. Theo thông lệ, khi một chính trị gia nổi tiếng qua đời hoặc rời khỏi chức vụ, người ta sẽ đánh giá về di sản mà người đó để lại cho hậu thế. Với Tổng Trọng, di sản ông để lại sau 13 năm, 181 ngày cầm quyền. Truyền thông nhà nước đưa tin, chiều ngày 18 tháng 7, Ban lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Trọng tại giường bệnh của ông trong Bệnh viện Quân đội 108. Thay mặt lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố quyết định và trao huân chương sao vàng tới Tổng Trọng. Truyền thông lề đảng cho hay, Tổng Trọng được đánh giá là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trái với những đánh giá của báo chí lề đảng vừa kể trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam cũng có rất nhiều bình luận sôi nổi về cái gọi là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng để lại cho hậu thế với các góc nhìn ngược lại. Theo đó, đa phần các ý kiến đều thống nhất rằng sự nghiệp chính trị của ông Trọng trong gần 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư gói gọn trong hai chữ thất bại, nhất là trong công cuộc chống tham nhũng và công tác nhân sự. Theo giới chuyên gia, công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã hoàn toàn thất bại. Càng chống tham nhũng thì tình trạng tham nhũng ngày càng tràn lan và lan rộng, phát triển như nấm mọc sau mưa. Không chỉ có vậy, gần 8 năm đốt lò của Tổng Trọng đã làm bộc lộ ra những căn bệnh trầm kha của hệ thống chính trị tại Việt Nam. Những vụ đại án nối tiếp nhau và số tiền tham nhũng vụ sau lớn hơn vụ trước đến hàng triệu đô la đã không còn khiến công luận ngạc nhiên nữa. Tương tự, Tổng Trọng trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự tại đại hội 12 và 13 cũng đã thất bại toàn tập. Có quá nhiều quan chức được đích thân ông Trọng lựa chọn nhưng đã bị phát hiện nhúng chàm. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 cho đến nay, có hàng trăm cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có tới 7 ủy viên Bộ Chính trị bị buộc phải thôi chức vì liên quan đến tham nhũng. Điều đó cho thấy rằng chất lượng nhân sự cấp cao mà Tổng Trọng đã lựa chọn rất có vấn đề, thậm chí là rất kém. Hễ lò đụng đến đàn em nào của Tổng Trọng thì người đó ăn cắp và vướng vào những sai phạm tày đình như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh, rồi Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai. Điều đó cho thấy Tổng Trọng không có khả năng và trình độ và nhận thức để chống được tham nhũng. Rõ ràng sự thất bại của công tác chống tham nhũng cũng như công tác nhân sự cấp cao của Tổng Trọng đã làm giảm đi rất nhiều niềm tin của dân chúng đối với Đảng. Dư luận xã hội Việt Nam thông qua các mạng xã hội cho thấy người dân đang có thái độ hết sức hoan hỉ thay vì thương tiếc khi nghe tin ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Ngoài ra, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị đánh giá là có tham vọng quyền lực rất lớn. Dẫu rằng ông Trọng đã ngồi ì trên chiếc ghế đứng đầu Đảng gần trọn 3 nhiệm kỳ, vậy mà đến lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, nhân sự kế nhiệm thay thế cho chức Tổng Bí thư vẫn không được chuẩn bị và hoàn tất. Đây là một trong những thất bại trầm trọng và nặng nề của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cũng thể hiện trình độ và năng lực hạn chế của ông. Đó cũng là lý do vì sao từ đầu năm 2024, khi giới phân tích quốc tế đánh giá tình hình chính trị Việt Nam đã cho rằng nhắc đến Việt Nam, người ta chỉ nghĩ đến đại án tham nhũng và hàng loạt các nhân sự cấp cao lần lượt từ chức. Trong khi đó, đất nước vẫn chưa giải quyết được những khó khăn ảnh hưởng xấu đến nhu cầu đầu tư nước ngoài vì cán bộ tránh né ký các quyết định cần thiết và thời điểm này sợ bị kéo vào cuộc chiến quyền lực và bị bắt bỏ tù bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin điểm lại di sản được mất của Tổng Trọng sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Tổng Trọng qua đời, sự thật hay tin đồn? Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có từ thời tháng 6 năm 1947 và được bổ sung vào tháng 11 năm 2003. Huân chương sao vàng được truy tặng cho cá nhân và tập thể có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Huân chương sao vàng không chia hạng và thẩm quyền tặng, truy tặng huân chương sao vàng do Chủ tịch nước quyết định. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 7 đưa tin quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Trọng.
ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho Tổng Trọng. Theo giới quan sát, quyết định vừa kể trên của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho thấy đây là động thái dọn đường cho khả năng Tổng Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường trước Hội nghị Trung ương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023 vì lý do sức khỏe hoặc đột ngột tử trần. Điều việc kể trên hoàn toàn phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông Trọng trong thời gian gần đây được cho là rất xấu. Cụ thể, ông Trọng xuất hiện lần cuối trước ống kính truyền thông là chiều ngày 20 tháng 6 trong buổi hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hình ảnh lần này của ông Trọng cho thấy tình trạng sức khỏe của ông là hết sức đáng lo ngại. Và dường như ai cũng nghĩ rằng ông sẽ sớm mất. Thông tin mới nhất, Báo Thanh Niên vào đầu giờ chiều ngày 18 tháng 7 đưa tin Bộ Chính trị thông báo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng. Thông báo nêu rõ, thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo đảm bảo vệ sức khỏe của cán bộ Trung ương, Tổng Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Trước mắt, Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, theo trách nhiệm quyền hạn đã được Bộ Chính trị quy định. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo.d mới nhất cho biết thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7, Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện 108, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương và các bác sĩ Trung Quốc cùng hội chuẩn và kết luận Tổng Trọng đã chết não. Ông Lê Hữu Song đã đến số 5 Thuyền Quang, nơi bà Ngô Thị Mận và ông Nguyễn Phú Trọng cư trú. Ông thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần, xác định việc lo hậu sự cho ông Trọng. Nguồn tin cho biết dự kiến của nhà nước muốn chọn đỉnh núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi an táng cho Nguyễn Phú Trọng, thuộc Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò hay tên gọi khác là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phủ Nghĩa. Nếu những ngày thời tiết đẹp, đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy rõ toàn bộ thành phố Hà Nội. Nhưng bà Ngô Thị Mận và con gái đầu là Nguyễn Kim Ngọc từ chối và muốn đưa bố về xã Đông Hội, huyện Đông Anh chôn cất. Theo bà Mận nói, khi khỏe, ông nhà tôi làm quan chức, nhà nào to dành ở, khi chết còn dành đất của dân để xây dựng lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Và bà còn nói thêm, sống đừng để phải xót xa ân hận, về với cát bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn. Theo nhận định của các bác sĩ tại bệnh viện 108, thì trong tháng này hoặc đầu tháng sau, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chết. Và tuy nhiên, ông cũng có thể đột ngột ra đi. Tờ Thời báo chấm đề không có điều kiện kiểm chứng những thông tin vừa kể trên. Cũng theo giới phân tích, Tổng Trọng là một nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được cho là tham quyền cố vị trên cương vị Tổng Bí thư đã 3 nhiệm kỳ, với thời gian tại vị gần 13 năm, đã buộc phải kết thúc sự nghiệp chính trị của mình. Đáng chú ý, trong thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng đã nêu rõ, trước mắt Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Trong bối cảnh nội bộ của Đảng đang chia rẽ hết sức nghiêm trọng với sự cạnh tranh của nhiều phe cánh và các nhóm lợi ích khác nhau, điều đó cho thấy Tô Lâm vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ trong khuôn khổ các quy định của Đảng. Cuộc chiến quyền lực từ nay đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10 nói riêng hay Đại hội Đảng 14 nói chung sẽ diễn ra hết sức quyết liệt trong điều kiện rắn mất đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tổng Trọng sức khỏe suy sụp, khả năng ra đi, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d.